Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá mít Thái sáng nay, ngày 11 tháng 7 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá mít Thái hôm nay ngày 11 tháng 7 ổn định ở các địa phương. Cụ thể, theo ghi nhận sáng nay, các vựa ở đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên thu mua giá mít Thái ổn định so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, giá mít Thái sáng nay được các vựa thu mua với loại kem lớn là 11.000 đồng 1 kg, kem nhỏ 6.000 đồng 1 kg, mít chợ loại 1 là 4.500 đồng 1 kg và mít chợ loại 2 thu mua ở mức là 2.500 đồng 1 kg. Các thương lái ở tỉnh này và vườn thu mua mít kem lớn từ 8.000 đến 9.000 đồng, mít kem nhỏ là 3.000 đồng và mít chợ là 1.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại vựa mít A Chiến ở xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, báo giá mít kem lớn 11.000 đồng 1 kg và mít kem nhỏ thu mua là 6.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang, các vựa thu mua mít Thái loại kem lớn là 10.000 đồng, mít kem nhỏ 5.000 đồng và mít chợ là 2.000 đồng. Các thương lái vào vườn thu mua mít kem lớn 8.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ là 3.000 đồng và mít chợ là 1.000 đồng 1 kg. Như tại vựa mít Nguyễn Huy ở gần bến đò Thanh Bình, Tân Thạnh, Đồng Tháp thì thu mua mít kem lớn là 10.000 đồng, mít kem nhỏ 5.000 đồng và mít chợ 2.000 đồng 1 kg. Giá mít Thái tại tỉnh Long An, các vựa cũng báo giá với loại kem lớn là 10.000 đồng, mít kem nhỏ 5.000 đồng và mít chợ 2.000 đồng 1 kg. Các thương lái vào vườn cắt mít kem lớn 8.000 đồng, mít kem nhỏ 3.000 đồng và mít chợ từ 1.000 đồng cho 1 kg. Thưa các bạn, ở các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, sáng nay các vựa cũng thu mua mít Thái ổn định với loại kem lớn là 10.000 đồng, mít kem nhỏ 5.000 đồng và mít chợ 2.000 đồng 1 kg. Ở các địa phương này, thương lái vào vườn thu mua mít kem lớn 8.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ 3.000 đồng và mít chợ là 2.000 đồng. Tại các tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, giá mít Thái cũng ổn định với loại kem lớn 10.000 đồng, kem nhỏ 5.000 đồng và mít chợ là 2.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, đối với mít chợ, nhìn chung các vựa hôm nay thu mua mít loại 1 từ 4.000 đến 4.500 đồng 1 kg, mít chợ loại 2 từ 2.500 đến 3.000 đồng 1 kg. Tại vườn thì thương lái thu mua mít chợ loại 1 từ 3.000 và mít chợ loại 2 từ 2.000. Giá mít Thái ở khu vực miền Đông Nam Bộ, ở các tỉnh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh, các vựa cũng thu mua ổn định với loại kem lớn là 10.000 đồng, kem nhỏ 5.000 đồng và mít chợ 2.000 đồng 1 kg. Các thương lái vào vườn cắt mít kem lớn 8.000 đồng, kem nhỏ 3.000 đồng và mít chợ là 1.000 đồng. Giá mít Thái ở khu vực Tây Nguyên ổn định với loại kem lớn là 10.000 đồng. Giá mít ổn định với loại kem lớn 9.000 đồng 1 kg, mít kem nhỏ 5.000 đồng và mít chợ là 2.000 đồng 1 kg. Theo đó, thương lái vào vườn thu mua mít kem lớn là 8.000 đồng, kem nhỏ 2.000 đồng và mít chợ là 1.000 đồng. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật cụ thể về giá mít Thái sáng nay, ngày 11 tháng 7. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.